Không chờ người dân phải mang sổ hộ khẩu, vượt hàng chục cây số từ xã lên thị xã để xin cấp lại. Vừa qua, xã Bình Khê đã phối hợp với công an thị xã Đông Triều về nhà văn hóa các thôn để tổ chức cấp đổi mới sổ hộ khẩu cho từng hộ gia đình trên địa bàn. Là thôn nằm xa trung tâm của xã Bình Khê 6 km và cách trung tâm của thị xã Đông Triều 12 km. Thôn Bến Vuông có khoảng 117 hộ dân, chủ yếu là làm nghề nông nghiệp và trồng cây ăn quả. Do đặc thù của nhà nông, bà con nhân dân trong thôn khá bận rộn với công việc đồng áng, hoa màu và làm vườn quanh năm, cộng với đường xá xa xôi. Do vậy, việc lên thị xã để làm sổ hộ khẩu với bà con nhân dân ở đây là khó khăn. Vì vậy, khi hay tin, xã Bình Khê phối hợp với công an thị xã Đông Triều về tận nhà văn hóa thôn để tổ chức triển khai công việc cấp đổi mới sổ hộ khẩu, thì bà con nhân dân trong thôn đều rất phấn khởi, đồng tình ủng hộ, hưởng ứng cao. Nay là đã được ban công an xã thông báo, cũng như là nay công an của thị xã xuống thay đổi cho hộ gia đình tôi cũng như bà con ở trong thôn để cho thuận tiện những việc giao dịch. Vì lý do là cái này nhiều lần tôi cũng muốn đi đổi rồi, nhưng mà nó xa xôi, cũng do công việc. Nên là nay được các anh đến hướng dẫn tận tình, nên nói chung là cái việc đổi sổ rất thuận lợi cho bản thân gia đình tôi cũng như bà con trong xóm. Riêng gia đình tôi ấy, thì hộ khẩu đã làm lâu, mà hôm nay được là các đồng chí ở công an thị xã về tại thôn hướng dẫn cho chúng tôi làm. Mà nhất là gia đình tôi chẳng hạn là có hai người đã già mà đã được cái cấp trên, nhất là công an hộ khẩu tịch xuống thôn làm ấy, là nhân dân tôi rất phấn khởi, mà nhất là gia đình nhà tôi, mà những gia đình mà không có điều kiện mà đi ra thị xã được mà đã về thôn này là phấn khởi lắm. Cảm ơn các đồng chí đã giúp dân và đến tận cơ sở thôn, là dân tôi rất hoan nghênh và cảm ơn. Bình Khê là xã miền núi của thị xã Đông Triều, có 5.767 hectare diện tích đất tự nhiên với 11.000 nhân khẩu đang sinh sống ở 14 đơn vị hành chính thôn. Hiện tại, trên địa bàn xã có 2.982 hộ khẩu, trong đó đợt này có trên 1.200 hộ đăng ký cấp đổi mới. Để việc cấp đổi sổ hộ khẩu cho các hộ dân trên địa bàn diễn ra nhanh gọn, thuận tiện và chính xác nhất, xã Bình Khê đã chỉ đạo các đơn vị thôn thường xuyên thông báo trên các phương tiện loa truyền thanh để người dân nắm bắt được về thời gian, địa điểm và các thủ tục để cấp đổi. Đồng thời, xã Bình Khê đã chủ động phối hợp với công an thị xã Đông Triều về tận nơi người dân sinh sống để chủ động hướng dẫn cách kê khai các nội dung để làm thủ tục. Việc cấp đổi lại sổ hộ khẩu cho nhân dân mà tới các hội trường, các thôn trong xã thì đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, và nhân dân rất là phấn khởi, có thể đến hội trường thôn là làm ngay được những cái thủ tục cần thiết, giảm cái việc phải ra trung tâm hành chính công. Thế và từ cái khi mà có công an xã về thì đã tham mưu cho ủy ban ban hành thông báo tuyên truyền trên hệ thống loa và hướng dẫn nhân dân cụ thể các cái cần phải chỉnh sửa trong sổ hộ khẩu, và khi đội hành chính của thị xã về là các đồng chí chỉ việc hướng dẫn làm thủ tục rất là nhanh gọn, và từ đó cũng tăng được lên cái phần mà quản lý nhà nước về lĩnh vực hộ khẩu trên địa bàn xã. Có thể nói, việc đưa cấp đổi mới sổ hộ khẩu cho từng hộ gia đình đến tận địa bàn dân cư của xã Bình Khê là việc làm cần thiết, hợp với nhu cầu nguyện vọng của bà con nhân dân. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho những người dân đang giữ sổ hộ khẩu rách nát, lỗi chính tả, sai tên đệm, ngày tháng năm sinh để thống nhất thông tin chính xác nhất. Và đây cũng là một trong những cách làm mới, sáng tạo, cụ thể hóa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có thể nhân rộng trên địa bàn thị xã.